Đứa con bất hiếu. Ngày xưa ngày xưa, ở ngôi làng nọ có một cậu bé được mẹ rất yêu chiều, nhưng cậu rất nghịch ngợm và ham chơi. Một ngày, vì quá nghịch ngợm, cậu bị mẹ mắng. Với bản tính ương bướng của mình, cậu giận dỗi vùng vằng bỏ đi. Vì mãi chơi la cà, cậu đi quá xa mà không hay biết. Mẹ không yêu thương mình nên mới mắng mình như vậy. Ồ, đây là đâu vậy nhỉ? Trông lạ quá, thích thế. Hôm nay mình mắng con có quá lời không nhỉ? Cứ giận dỗi là lại chạy ngay đi. Không biết đi chơi đâu rồi mà giờ này còn chưa về. Con ơi là con, chết thật. Có giận mấy thì thường đến giờ này nó cũng phải về rồi chứ. Sao hôm nay vẫn chưa thấy mặt mũi đâu? Phải đi tìm nó mới được. Nhân ơi, con ơi. Chị ơi, có thấy cháu Nhân nhà tôi sang đây không? Tôi không thấy. Bà ơi, bà có thấy cháu Nhân nhà con ở đâu không? Không cháu ạ. Nhân ơi, Nhân, con ở đâu rồi? Thằng Nhân lại đi chơi chưa về à? Vâng, hôm nay tôi lỡ mắng cháu nên chẳng biết nó giận bỏ đi đâu, giờ vẫn chưa thấy. Chắc nó lại bỏ đi đâu một lúc thôi. Chị về nhà đợi nó hết giận là nó về đấy mà. Chứ chị đi tìm thế này, lúc nó về lại không thấy chị đâu. Vâng, chú nói cũng phải. Ngày hôm sau. Sao nó vẫn chưa về nhỉ? Con ơi. May quá, nó đi rồi. Mình đang ở đâu thế này? Mẹ ơi. Mẹ. Ngày qua ngày, người mẹ mòn mỏi trong ngóng đợi chờ con. Kia rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con đói và mệt nữa. Sao mẹ không có ở nhà? Con nhớ mẹ lắm. Ôi, chát quá. Chát thế không biết. Sao cứng quá vậy? Quả thứ ba rơi xuống. Cậu khẽ bóp quanh quả, lớp vỏ mềm dần, rồi nứt ra một kẽ nhỏ. Một dòng sữa trắng sóng sánh trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ. Cậu bé ghé môi hứng lấy dòng sữa ngọt ngào, thơm ngon như ngon sữa quá, mẹ. Thơm lúc quá. Đó, giọng nói trầm ấm của mẹ cậu vang lên. Ăn trái ba lần mới biết trái ngon, còn có lớn khôn mới hay lòng mẹ. Mẹ, là giọng của mẹ. Mẹ ơi. Lúc này cậu bé chợt nhận ra mẹ đã không còn nữa. Cậu ôm lấy thân cây mà khóc. Cây xòa cành ôm lấy cậu, rung rinh cành lá như tay mẹ âu yếm vỗ về. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra tấm lòng mẹ. Chỉ tiếc thay, những giọt nước mắt muộn màng rơi mãi vào hư vô. Trái cây thơm ngon dạt dào như dòng sữa ấm ở vườn nhà cậu, ai cũng thích. Họ đem về gieo trồng khắp nơi và đặt tên là cây vú sữa. Bản thiết kế ngôi nhà hạnh phúc. Mời vào. Dạ, em chào thầy. Thiên đây à, em tìm thầy có chuyện gì không? Thưa thầy, em vừa đọc thông báo trên bản tin trường. Được biết, Hội Kiến trúc sư Quốc gia đang phát động cuộc thi thiết kế nhà ở. Em đến để xin ý kiến thầy, em có nên đăng ký tham gia không ạ? Nên chứ. Đây là một cuộc thi bổ ích nhằm tạo sân chơi giúp sinh viên kiến trúc có cơ hội thể hiện tài năng và đam mê của mình. Thầy ủng hộ em tham gia. Thế em đã có ý tưởng gì cho thiết kế của mình chưa?
Dạ rồi ạ. Em đã thiết kế theo chủ đề ngôi nhà hạnh phúc. Đó sẽ là một ngôi nhà đẹp, tiện nghi hiện đại nhất mà bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc toát lên. Em chắc chứ? Dạ thưa thầy, em sẽ cố gắng vận dụng hết kiến thức và kỹ năng học được. Em tin mình sẽ thành công. Có điều thầy có thể cho em mượn bộ giáo trình về thiết kế nhà để tham khảo thêm được không ạ? Được chứ. Nhưng mà thôi, bây giờ em cứ bắt tay vào làm đi. Nếu gặp khó khăn gì thì cứ đến gặp thầy. Mình vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Đêm nào bác ấy cũng uống rượu trong bóng tối như thế. Hình như bác ấy sống một mình thì phải. Thôi, vào làm việc tiếp nào. Vẫn thiếu thiếu điều gì đó. Mình đã thiết kế theo cấu trúc hiện đại nhất. Nội thất bên trong cũng khá tiện nghi. Sân vườn và hồ bơi đầy đủ cả. Mẫu nhà ở này nhìn chung cũng khá đẹp, nhưng ngôi nhà chưa khiến mình cảm nhận được niềm hạnh phúc toát lên. À, mình sẽ thiết kế thêm giường đôi trên sân thượng để nằm ngắm sao, thật lãng mạn. Mái vòm sẽ làm bằng thủy tinh và có thể tự động đóng mở, phòng trường hợp trời mưa. Có vẻ lãng mạn đây. Dạ, chào thầy, em có chuyện muốn hỏi ạ. Ừ, em đang gặp khó khăn về bản thiết kế ngôi nhà hạnh phúc đúng không? Dạ vâng, em đã nghiên cứu rất kỹ bộ giáo trình và cố gắng thiết kế mẫu nhà ở đẹp nhất, tiện nghi nhất và hiện đại nhất. Thế nhưng nhìn ngôi nhà này, em vẫn chưa ưng, chưa cảm nhận được niềm hạnh phúc toát lên. Em đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn thế. Ngày mai em mang bản thiết kế đến trường, thầy xem giúp em nhé. Không cần mang bản thiết kế đến đâu, thầy biết rõ năng lực học trò xuất sắc nhất của mình mà. Ngày mai em cứ đến văn phòng, thầy trò mình sẽ cùng trò chuyện. Còn bây giờ, nên rời khỏi bàn làm việc và ra ngoài dạo phố một lát cho khuây khỏa đi nào. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Em chào thầy. Bữa cơm thật vui vẻ và ấm cúng. Lại đi gặp con nhỏ đó phải không? Cái cô này. Tôi có hẹn với đối tác mà. Anh đừng có gạt tôi. Hôm qua chính mắt bạn tôi thấy anh dẫn cô gái nào đi vào nhà nghỉ mà. Làm gì có. Tôi ra ngoài làm việc vất vả kiếm tiền về nuôi cô. Cô ở nhà rảnh rỗi quá nên bị hoang tưởng thì có. Đứng lại, anh không được đi. Anh chồng đó ngoại tình lăng nhăng. Cả khu phố này ai cũng biết. Chỉ tội cô vợ. Ở ngôi nhà to đẹp thế kia mà không hạnh phúc thì cũng bằng thừa. Thì ra là vậy. Mình đã hiểu rồi. Thưa thầy, em đã hiểu vì sao bản thiết kế ngôi nhà hạnh phúc mãi không thể khiến em cảm nhận được niềm hạnh phúc toát lên rồi. Em nói thầy nghe xem nào. Dạ, vì bản thân ngôi nhà không thể đem lại hạnh phúc cho con người, mà hạnh phúc chỉ được tạo ra từ chính những người sống trong ngôi nhà ấy. Dù đó là căn biệt thự tráng lệ, hay chỉ là một chiếc ghe tạm bợ nơi bến sông, thì chỉ cần người sống ở đó yêu thương và tôn trọng nhau, thì đó sẽ là ngôi nhà hạnh phúc. Tốt, tốt lắm. Cuối cùng em đã hiểu được vấn đề. Những nhà kiến trúc sư chúng ta không thể thiết kế nên một ngôi nhà hạnh phúc được. Tuy nhiên, chúng ta có thể thiết kế nên những ngôi nhà thật đẹp cho những gia đình hạnh phúc. Dạ, em hiểu rồi. Em sẽ đổi sang chủ đề khác thầy ạ. Ngôi nhà tiện ích chẳng hạn. Em hy vọng những ngôi nhà do em thiết kế sẽ góp phần tạo nên một mái ấm an toàn, vững chắc và là nơi tìm về của những gia đình hạnh phúc. Cứ cố lên. Cuộc thi là sân chơi cho những sinh viên kiến trúc mà.
Nếu có thể, hãy quên đi. Cháu chào ông ạ. Đạp xe từ từ thôi, kẻo ngã. Vâng ạ. Chào ông, hôm nay mang đồ nghề ra sớm vậy? À vâng, già rồi có ngủ được đâu ạ. Biếu ông nè, bà không có nhà, chắc ông chợ búa không được chu đáo đâu nhỉ. Vâng, có mình tôi ở nhà nên chuyện ăn uống qua quýt lắm, không được chu đáo. Chết, ông phải chú ý chứ, mình giờ mà ốm thì khổ lắm. Trước là khổ mình, sau còn khổ đến các con các cháu. Vâng, cảm ơn bà nhiều. Lại giả vờ là người tử tế cho thiên hạ nó nể đấy. Ông Tào đây hả? Rảnh sang đây làm ván cờ cho vui. Thầy không sang uống trà đàm đạo với các ông cho đỡ buồn à? Tôi sao phải sang nhà ông ta chơi? Không bao giờ tôi giao du với ông ta nữa nha. Ông vẫn còn chấp chuyện cũ hả? Phải đây, quên làm sao chuyện ông ta lấn chiếm đất nhà mình. Chính quyền địa phương đã đến xác định rõ ranh giới đất đai và đo lại diện tích đất sử dụng rồi mà. Nhà ông Nhân có sai đâu, ông rõ thật là. Chẳng qua ông ta có người nhà làm ở xã, muốn nói gì mà không được. Nhưng diện tích đất nhà ta vẫn khớp so với sổ đỏ cơ mà. Sao bà dốt thế nhỉ? Có được chỗ đất ấy, sau này thằng cá nó xây nhà, có phải rộng ra được một chút không? Ông thật là ăn hết nhiều, chứ ở hết bao nhiêu. Huống hồ chỗ đất ấy chẳng phải của nhà mình, không nên tham. Nói chuyện với bà tức anh ách. Đã không biết đằng nào lại còn... Đó mà, xem mày chạy đằng nào. Dạ, ông tha cho cháu. Cháu túng quá nên làm liều ạ. Đây là lần đầu cháu đi ăn trộm mà. Trời, đứa nào ăn trộm mà bị bắt chả nhận mình lần đầu. Mày là thần lân sớm trúc, tao còn la gì nữa. Dạ, xin ông tha cho cháu. Mày muốn tha hả? Dạ, cháu xin ông. Vậy mày phải làm như tao dặn nè. Dạ, thế ông bảo cháu phải làm gì ạ? Vâng, vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ làm ạ. Các anh bắt nhầm người rồi, ông Nhân không phải là người như vậy. Chúng tôi nhận được tin báo, ông Nhân chứa chấp đồ ăn cắp. Thực hư chuyện này thế nào, chúng tôi cần đưa ông về trụ sở xã để làm việc và xác minh rõ ràng. Mong bà con bình tĩnh. Cứ ra cái vẻ đạo đức thanh cao đi, giờ thì mất mặt nhé. Chào mọi người. Ông về rồi đấy à? Chúng tôi sốt ruột quá, ra đây ngóng từ sớm. Cảm ơn bà con đã quan tâm. Tôi không sao, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Quái lạ, sao ông ta lại được thả về sớm nhỉ? Tội trộm cắp đồ quý cũng phải đi tù chứ. Thưa bà con, chúng cháu đã điều tra ra kẻ ăn trộm và vứt vào nhà ông Nhân với dụng ý xấu. Tên trộm còn khai ra cả người chủ mưu. Kìa, anh công an, tôi đã nói là không muốn biết người đó là ai rồi mà. Chắc chỉ là hiểu lầm. Thôi, mà tôi đã về rồi, không sao đâu. Sao lại thế được? Phải làm rõ ra chứ ạ. Đúng vậy, ai lại độc ác, lại đi vu vạ cho người khác như thế? Thật là chẳng ra cái giống người nữa. Bà con tính biết cũng để làm gì chứ. Cuộc sống có những chuyện không cần biết và có những thứ cần phải quên đi mọi người ạ.
tặng gai cho người, tay ta có khi chảy máu, tặng hoa hồng cho người, tay lưu mãi hương thơm. Đúng là tâm Phật, lòng rộng mênh mông. Vâng, ông nói chí phải, tặng hoa cho người, tay lưu mãi hương thơm. Trái tim của quỷ. Quái nhỉ, từ sáng đến giờ chẳng thấy người nào đi qua nhà mình. À, có người tới. Này, đấy là nhà của quỷ đỏ đấy. Hắn ta rất dữ tợn, hãy cẩn thận. Nè gầy, quỷ đỏ mời chúng ta vào nhà chơi nè. Đừng có tin, hắn lừa đấy. Có mà cậu vào đó làm món điểm tâm cho quỷ đỏ thì có. Không, không, tôi chân thành mà. Mời hai người vào nhà chơi. Nè, các người hãy ở lại đây. Mình thật là cô đơn. Tại sao chẳng có ai quan tâm đến mình vậy? Tại sao mọi người cứ sợ hãi và xa lánh mình thế? Chào bạn của tôi, bạn khỏe chứ? Ồ, quỷ xanh đó hả? Sao cậu biết tớ đang buồn mà đến đây? Sao nào? Trông bạn của tôi có vẻ buồn thế. Hãy kể cho tôi nghe đi nào anh bạn. Cậu dùng trà. Ây chà, trà thơm quá. Lúc nào cậu cũng có trà với điểm tâm thế này hả? Ừ, tớ làm nó để đón tiếp con người đó. Nhưng rốt cuộc chẳng có ai để ý đến tớ. Tớ càng muốn làm bạn với họ thì họ càng xa lánh và sợ hãi tớ hơn. Tớ buồn quá, cô đơn quá. Chỉ vì ngoại hình của chúng ta đó. Nhưng tôi tin rồi sẽ có ngày họ nhận ra tấm chân tình và bản chất lương thiện của cậu thôi. Nhưng làm thế nào để họ nhận ra chứ? Nè, tớ có ý này. Đấy đâu phải là biện pháp hay. Như vậy thì thật tai hại cho cậu. Có gì đâu, muốn làm được việc tốt đẹp, làm sao không phải trả giá ít nhiều. Làm một chút việc tốt cho người khác thì hy sinh một chút có sao đâu. Ta phá hết. Đứa nào phá phách thế này? Mày ở đâu? Ra ngay. Chính là ta đây, đồ quỷ đỏ ngốc nghếch. Anh nện nữa đi. Ai cho mày đến quấy phá dân làng? Tội mày thật đáng chết. Được rồi chứ, thôi anh chạy đi. Được, thế thì tôi chạy đây. À! Đứng lại đã nào. Con quỷ đỏ đúng là lương thiện. Quỷ đỏ cũng tốt đó chứ. Chúng ta cùng nhau đến nhà quỷ đỏ cảm ơn đi. Ừ, đi thôi. Quỷ đỏ ơi, cho tôi thêm chút nước chè nào. Có ngay, còn rất nhiều nhé. Mọi người hãy ăn uống thỏa sức. Quỷ đỏ đúng là anh hùng quá. May mà hôm đó có anh chàng quỷ đỏ của chúng ta, chứ không thì tên quỷ xanh kia đã phá nát cả bản làng rồi. Bạn quỷ đỏ, hy vọng bạn mãi mãi có quan hệ thân thiết, trung thực với mọi người, vui vẻ sống tiếp tục. Trong thời gian này, tôi không thể đến chỗ của bạn được. Nếu không mọi người sẽ nghi ngờ bạn. Tôi quyết định đi du lịch một chuyến. Có lẽ thời gian rất dài, nhưng tôi không bao giờ quên bạn đâu. Mọi người ơi, chúng ta hiểu làm quỷ xanh rồi. Quỷ xanh và quỷ đỏ đều lương thiện cả. Mọi người ơi. Nào anh bạn, hãy ra nhảy múa cùng mọi người thôi. Tôi có biết nhảy nhót gì đâu. Nhanh nào, đến giờ nhảy múa rồi. Canh rau đắng. Mẹ, có thật là con phải ở nơi hỉ ho cò gáy này không? Toàn đồng với ruộng. Ngoan nào, lâu lắm rồi con cũng chưa về quê. Thử cảm giác sống ở nơi này trong lành như thế nào con nhé. Mẹ tin rằng con sẽ thích ở đây. Mẹ, mẹ ơi. Ừ, hai mẹ con về từ bao giờ đấy? Sao không nói để bà chuẩn bị cơm nước cho? Mẹ, hai vợ chồng con phải đi công tác vài tháng. Bé An đang nghỉ hè,
ở trên thành phố một mình không có ai trông cả. Con gửi cháu ở đây mẹ nhé. Ừ, con cứ để cháu ở đây, chỉ sợ thằng bé không quen. Nó hơi bướng bỉnh một chút, nhờ cả vào mẹ ạ. À. Con phải nghe lời bà ngoại đấy, nghe chưa? An, lại đây ăn cơm đi con. Trời ơi, đắng quá. Rau này là rau gì mà đắng thế hả bà? Cành đào đắng đó con, chắc con chưa quen ăn đó. Ở đây vườn nhà ai cũng có ít rau đắng con à. Có ít cá rô đồng kho đây, con ăn đi cho đỡ đắng. Hay là bà ráng ít trứng gà cho con ăn nhé. Thôi con không cần đâu, con ăn cơm không vậy? Ở đây hẳn mấy tháng liền thật sao? Chán chết, trời thì tối mù chẳng có đèn đường. 9 giờ đã lục tục kéo nhau đi ngủ, chẳng có quán xá, chẳng có điện tử. Ôi chán ơi là chán. Đói quá, mà chẳng thích về nhà gì cả. Hay là bây giờ mình trốn về thành phố? Nhưng mình chẳng có tiền. Mưa gió thế, bà còn lập cập ra ngoài đồng làm gì? Lỡ cô làm sao thì trước là khổ mình, sau khổ con khổ cái. Thằng An nó không có quen ăn rau đắng. Cả tuần nay nó ở với tôi mà chẳng ăn uống được gì mấy. Tôi định ra đồng mò ít tôm tép về nấu món canh khác cho nó. Ai ngờ gặp cơn mưa, đường trơn trượt quá nên mới thế này. May mà không sao, trật khớp nhẹ thôi. Trời ạ, à, con với cháu tệ quá, bây giờ vẫn chưa thèm về. Thôi thì nước mắt chảy xuôi vậy. Trời ơi, hóa ra tại mình mà bà bị ngã. An đó hả con? Sao con về muộn thế? Bà sốt ruột quá. Bà ơi, con xin lỗi bà. Bà chỉ lo con không biết bơi, xung quanh toàn ao hồ, không biết con có bị trượt ngã không. Con mà có mệnh hệ gì thì bà sống sao nổi. Bà, con thích ăn canh rau đắng, con không cần canh tôm, canh tép gì hết. Bà đừng đi đâu cả, bà cũng đừng ốm nghe bà. Bà ơi, con thấy ở đây vườn nhà ai cũng trồng rau này. Đây là loài rau dại có sức sống mãnh liệt, giống như rau dền cơm, rau càng cua, rau tập tàn ở vùng đất nghèo. Không phải bỏ công trồng trọt chăm sóc, nó tự mọc con ạ. Những khi nhớ bữa, chỉ cần một nắm rau dại là thành bát canh mát lành. Đối với người ở đây, chúng còn giống như những vị thuốc quý dân dã nữa. Canh rau đắng là một món ăn thanh nhiệt, rất mát và bổ. Tuy lúc mới ăn thấy hơi đắng, nhưng nuốt xuống sẽ thấy có vị ngọt ngọt ở cổ họng. Hôm nay bà nấu canh cá rô với rau đắng cho con ăn thử nha. Nhất là mùa mưa thế này, ăn canh rau đắng với cá rô kho cháy cạnh nữa thì sẽ rất ngon. Ngon quá bà ơi, hôm nay con sẽ ăn hẳn 3 bát cơm. Bà ăn cá đi, con thích ăn rau hơn. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.